Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn một số chiến lược và kinh nghiệm giao dịch với mô hình 3 đỉnh giảm dần Three Falling Peaks. Đây là mô hình báo hiệu xu hướng giảm hiệu quả trong đầu tư. Hãy cùng theo dõi nhé. Đây là mô hình được hình thành sau một xu hướng tăng và thường hoàn thành khi có đủ các dấu hiệu sau. Giá tạo thành 3 đỉnh, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, tạo thành xu hướng giảm giá. Hình dạng của 3 đỉnh giống nhau. Giá đóng cửa thấp hơn đáy thấp nhất của mô hình. Vậy nguyên tắc giao dịch mô hình 3 đỉnh giảm dần Three Falling Peaks là gì? Mô hình 3 đỉnh giảm là dấu hiệu của mô hình giảm giá bắt đầu. Sau khi mô hình hoàn thành, thể hiện xu hướng giảm giá sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Mô hình này sẽ bị phá vỡ khi đỉnh tiếp theo cao hơn đỉnh trước đó. Xu hướng bị phá vỡ và thị trường sẽ tăng giá hoặc xu hướng giảm giá sẽ đi chậm lại. Mô hình 3 đỉnh giảm thường chỉ áp dụng với giao dịch trong ngày, trong các biểu đồ khung thời gian vài phút. Do đó, mô hình này thường không được các nhà đầu tư dài hạn sử dụng. Điểm vào lệnh sau khi giá đóng cửa thấp hơn đáy thấp nhất của mô hình và có thể vào ngay một lệnh bán khống sell, đồng thời đặt điểm chặn lỗ ngay trên đỉnh thấp nhất của mô hình và đặt điểm chốt lời với 3 cách như sau. Cách 1, điểm chốt lời đặt cách điểm vào lệnh một khoảng cách bằng khoảng cách từ đáy thấp nhất đến đỉnh cao nhất. Cách 2, chốt lời sau khi đỉnh mới hình thành cao hơn đỉnh cũ, dấu hiệu thể hiện xu hướng giảm đã kết thúc. Cách 3, vẽ đường xu hướng giảm từ điểm vào lệnh với các đỉnh mới tạo thành sau đó. Khi nào giá cắt lên trên đường xu hướng, bạn có thể chốt lời cao điểm breakout này. Sau đây là các chiến lược giao dịch mở rộng từ mô hình 3 đỉnh giảm dần bạn nên tìm hiểu. Chiến lược đầu tiên là kết hợp mô hình 3 đỉnh giảm với kênh xu hướng. Khi giao dịch mô hình này kết hợp với kênh xu hướng, bạn thực hiện như sau. Điểm vào lệnh đặt tại điểm breakout sau khi giá cắt đường hỗ trợ tạo thành từ hai đáy trước đó. Sau đó thiết lập điểm cắt lỗ tại đỉnh thứ hai của mô hình và điểm chốt lời tại điểm breakout sau khi giá cắt lên trên giá trên nối các đỉnh trước đó. Chiến lược thứ hai là vào lệnh mua sau khi mô hình giảm dần bị phá vỡ. Có một chiến lược giao dịch với mô hình 3 đáy giảm dần khác thường được nhiều nhà giao dịch sử dụng hơn, đó là vào lệnh mua với giao dịch đột phá. Đối với chốt lời thì bạn vẫn nên duy trì lệnh mua nếu biểu đồ vẫn tạo các đáy cao hơn đáy cũ và có thể chốt lời nếu mức khác nhau bao gồm cách 1, giá cắt xuống. Cách 1, giá cắt xuống đường xu hướng tăng vừa tạo sau khi vào lệnh. Cách 2, giá tạo các đáy cũ thấp hơn đáy gần nhất. Đây thường là dấu hiệu đảo chiều, xu hướng tăng có thể sẽ kết thúc. Và vừa rồi là nội dung về một số chiến lược và kinh nghiệm giao dịch với mô hình 3 đỉnh thấp dần và có thể nghiên cứu và thực hành mô hình này để mang lại kết quả giao dịch tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã chia theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!